tuyển Việt Nam có thể mất Tết vì lịch đấu vòng loại vào mùng 1 âm lịch. Theo lịch dự kiến của AFC, lượt trận thứ 8 có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam rơi đúng ngày 1 tháng 2 năm 2022 đồng thời cũng là mùng 1 Tết âm lịch. Sau khi kết thúc vòng loại thứ 2, tuyển Việt Nam cùng Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Iraq, Lebanon, Trung Quốc, UAE, Syria, Oman và Saudi Arabia sẽ là 12 đội bóng góp mặt ở vòng 3 World Cup 2022. Theo kế hoạch từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, đội quân áo đỏ có thể đối mặt với việc mất Tết vì trùng lịch thi đấu đúng vào dịp nghỉ lễ lớn nhất nước ta này. Tuyển Việt Nam đang nằm ở đội hạt giống số 6. Nếu đúng như kế hoạch dự kiến, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ xác định nhóm hạt giống vào ngày 18 tháng 6. Sau đó, lễ bốc thăm thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Cũng theo Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ áp dụng công nghệ VAR. Với hệ thống này sẽ hỗ trợ cho trọng tài chính đưa ra quyết định chính xác trong 4 tình huống có thể thay đổi trận đấu. Cụ thể có bàn thắng hoặc không có bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và một số quyết định sai. Về lịch thi đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vẫn còn đang phức tạp nên thời gian bị lùi lại 1 năm. Cụ thể, các đội sẽ bắt đầu đá từ ngày 2 tháng 9 năm 2021 đến ngày 29 tháng 3 năm 2022. Ở lịch này, trừ đi tháng 12 không có trận đấu nào, thì các đội sẽ phải thi đấu khá dày đặc, trung bình 2 trận một tháng. Trong đó, đáng chú ý lượt đấu thứ 8 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, đúng mùng 1 Tết âm lịch. Lịch thi đấu dự kiến của tuyển Việt Nam, điều này có nghĩa là, với một số đội tuyển đến từ các quốc gia có phong tục đón năm mới theo lịch âm như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ có nguy cơ mất Tết vì bận thi đấu vòng 3 World Cup 2022. Tuy có thể không được ở cạnh gia đình, người thân trong thời khắc chuyển giao năm mới, thế nhưng, các cầu thủ chắc chắn sẽ bù đắp điều này bằng một tinh thần quyết tâm giành được chiến thắng để tiến sâu hơn nữa, đem lại vinh quang cho nước nhà. Dẫu vậy, tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm đó, AFC có khả năng sẽ chọn phương án thi đấu tập trung, giống như ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong trường hợp này, rất có thể, tuyển Việt Nam sẽ lại phải một lần nữa gặp đối thủ ở lượt trận cuối bảng G vòng loại 2 là UAE. Đội tuyển Việt Nam từng đối đầu với UAE ở bảng G vòng loại thứ 2. Nhiều chuyên gia nhận định, AFC chắc chắn sẽ chọn phương án tập trung. Tuy nhiên, việc có 6 đội ở một bảng đấu, thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về, là bài toán không dễ giải, bởi giải đấu sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Theo đó, AFC sẽ đưa ra quyết định cuối trong lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 1 tháng 7. Video xem thêm, đội tuyển Việt Nam ăn mừng trong phòng thay đồ. Trở về sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã lên đường trở về quê nhà. Tuy nhiên, trong chuyến bay lần này sẽ không có 5 cầu thủ là Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình. Theo đó, nhóm thuộc câu lạc bộ Viettel này phải sang Thái Lan để tham dự AFC Champions League 2021. Các cầu thủ còn lại trở về Việt Nam đang tiến hành cách ly tập trung tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hết 7 ngày cách ly, các cầu thủ tập luyện trở lại để chuẩn bị cho V-League 2021, và dự kiến hội quân vào giữa tháng 8 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thầy Park và các học trò đã về nước an toàn và nghiêm chỉnh chấp hành cách ly. Được biết, VFF không đưa ra mục tiêu cụ thể với thầy trò huấn luyện viên Park ở vòng loại cuối World Cup 2022, tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự, niềm tin yêu của người hâm mộ. Lịch sử đã được lập nên, cũng là lúc các học trò của huấn luyện viên Park phải nỗ lực cho những dấu mốc cao hơn. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, đoàn quân áo đỏ sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt thành tích cao ở vòng loại cuối World Cup 2022. Mới đây, theo trang We Global Football, xác suất phần trăm dự vòng chung kết World Cup của các đội Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc và Australia là cao nhất, lần lượt với 83,9%, 82%, 79,92% và 61,40%. Đây là những đại diện của châu Á từng góp mặt ở World Cup 2018 và là những đội bóng, máu mặt, với kỹ thuật và thể lực tốt. Tuyển Việt Nam đang làm rất tốt và sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng. Cũng trong bảng thống kê này, tuyển Việt Nam xếp vị trí thứ 10 phần 12 đội bóng với xác suất 4,44% dự vòng chung kết World Cup 2022. Ngoài ra, xác suất phải thi đấu trận playoff rơi vào khoảng 12,48%. Tuy con số này không cao nhưng nhiều người hâm mộ đã rất vui mừng bởi nó đã cao hơn Trung Quốc 3,68% và Lebanon 1,88%. Cuộc chiến phía trước còn rất dài và đầy cam go. Hy vọng các cầu thủ sẽ luôn nỗ lực hết mình mang về niềm tự hào cho quê nhà. Đạt nhiều tiêu chuẩn, tuyển Việt Nam được đặc cách cách ly khi về nước.
Sau trận đấu với tuyển UAE, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã lên máy bay trở về nước. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Bộ Y tế đã đồng ý với đề xuất của VFF và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế đối với đội tuyển sau khi kết thúc vòng loại 2 World Cup 2022 và trở về từ UAE. Lý do là bởi, họ đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó liều gần nhất tiêm cách đây 14 ngày. Đồng thời, các cầu thủ cũng có kết quả xét